Chào mừng các bạn đến với chương trình của chúng tôi. Và đây là rap. Vậy thôi, rap thôi. Dạ, em xin chào ban giám khảo và mọi người ạ. Cho em con biết số 3. Oh yeah, yeah. Lân chi phong bình thạnh, yeah. Lân chi phong bình thạnh, yeah. Gác ta có 4 thằng cấp 3. Uống một cụ mới so real ha. Với cái thằng gác tao gọi là hater. Number 3 tiếng Việt là số 3. Gang tao có 4 thằng cấp 3. Rồi, cảm ơn em. Thí sinh tiếp theo. Yeah, bình thạnh anh em, yeah. Bro, yeah. Chào anh Thảo, em xin được trình bày phần hướng mình. Mẹ em gái của anh là ba ba. Tao mà gấp thằng nào cũng hay okay, ta. Ok, được rồi em. Anh có một câu hỏi, đó là không biết có phải là em chung với cái gang cấp 3 của cái bạn hồi nãy không? Dạ đúng anh. À, ok, thì chú em. Anh chứ vậy. Bạn rất appreciate cái tiết mục của em ha. See you next year. Cảm ơn em. Cảm ơn. Sao thí sinh năm nay làm thơ y chang nhau vậy? Ừ, bọn trẻ bây giờ gan quá. Mới có cấp 3 mà tụi nó hustle real hard. Chắc là tại chung gan thôi. Ráng đợi thí sinh khác nha. Mic check 1, 2, yo. Tình lề, 30 tình hùng, 30 ngủ chung để đàn khùng là tao. Hold on, em không được nha, thí sinh năm nay kỳ vậy. Bảo vệ, xin lỗi. Bro. Oh bro. Thì sao bro? Trời ơi, nhạc bro solid. Respect. Okay, cái bài nhạc của tôi á là tôi xài nhiều cái loại nhạc hợp với nhau á. Thì mọi thứ nó cứ you know cho nên yeah bro. Là... Nice bro. Vậy đó. À cái này là hand sign á, này ngôn ngữ hip hop á. Hand sign ngôn ngữ từ tài. À yeah, ok. Ok bro. Yeah. Đó thì ủa gì vậy bro? Hình như mày mới order hết cái menu bằng hand sign. Mày trả tiền. Ok, theo anh thấy thì vòng trước nó làm rất tốt rồi. Bây giờ mình vào vòng này nó difficult hơn. Thì mình phải lựa chọn một cái genre, một cái music material mới. Mình mới có được cái respect của khán giả. Ok, dạ. Vậy em có bài nhạc nào chưa? Dạ, em cũng thu ở nhà một bài, anh nghe thử nè. Nào bác anh nghe, let's yeah, kill it. Ooh, damn. I can get you down for a minute, I just want to lower. Mumble rap hả? Dạ đúng rồi anh. Cái thể loại này mới ạ. Em có cái lyric không? Dạ, có. Em mới viết qua luôn anh. Coi thử. Sau này toàn là hai chữ cuối không vậy em? Dạ em biết là điều của em rên rên khúc đầu á, khúc cuối em thêm vô thôi, có gì đâu á. Ok, lần này em hát cho rõ lời vô nha. Dạ anh biết. Dạ, anh biết gì vậy? Bài hát này là anh sẽ hát cho em à. Tình yêu này anh dành cho em. Dạ. Nhưng mà nhất mẹ đừng gọi giang hồ quýnh em. Gọi giang hồ, gọi giáo hoàng y tế nát cái lưỡi mày. Alo. Giật mày. Let's go. Tao đi xe tay ga vroom vroom, cốp xe có Prada. Skrrt, tụi tao chứa đô la. Yeah, nghèo như mày xây ra. Cái đồ mới bị tan. Ok, hold up. Ông già mày tên B, bà già mày tên C. Mày thì làm nhà báo, báo ông bà già mày. Báo cha báo mẹ mày nè. Em xin lỗi. Thôi. Thôi không sao, đúng nhiều không có gì buồn hết trơn á. Thì thua kèo này thì mình bày kèo khác. Đó. Bây giờ cái huấn luyện viên cho em mấy cái lời khuyên để em ấy phát triển hơn trong tương lai. Em, anh cho em một lời khuyên nha. Em đừng có ráp gì cái chủ đề này nữa.
Tại vì cái chủ đề này á, nó không phải là cái chủ đề mà cái chủ đề này nên hướng tới, em hiểu ý anh không? Cái chủ đề này á, là chúng ta cần phải tiết chế. Bây giờ thì tôi sẽ mời huấn luyện viên kỳ cựu nhất ở đây. Xin mời anh leo cây. Sao anh không thử giáp về bản thân mình đi? Đó, nhận xét là phải vậy chứ. Dạ ok anh, em có một bài em viết về bản thân em. OG luôn anh, để em rap anh nghe thử. Em rap về bản thân hả? Dạ dạ. Chết rồi, tới vai. Anh respect em. Tôi quần nó, tôi quần nó, tôi quần nó, tôi quần nó, tôi quần nó. Anh sẽ có cái tí rồi anh ơi. Nhìn tao vì tao ao tu tu cho mau, ao tu tu nâng pháo, ao tu 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 lao cai su tầng cà mau, biết nhạc quần ao, ở gần bờ ao, không biết gì ngoài ao, không biết gì ngoài quần ao, ao tu tu cho mau. Tiết mục này là xém lấy được nước mắt của tôi rồi đó, cho tôi hỏi. Cảm xúc của anh leo cây bây giờ thế nào? Từ trước đến giờ anh đánh giá đây là tiết mục autotune đỉnh nhất Việt Nam. Quá máu em ơi, tuyệt vời. Wonderful, đây là cái performance outstanding nhất từ trước tới giờ của các thí sinh thi autotune. Cho anh hỏi một cái là em practice cái skill này như thế nào? Dạ em cảm ơn ban giám khảo, em dành hầu như tất cả thời gian để luyện tập thưa ban giám khảo. Wow, nhưng mà vẫn là autotune hả? Em show cho tôi cái giọng bình thường của em coi. Ê, anh vậy à, tắt giùm em cái autotune trong cái mắt khỏe mày. Dạ, em luyện bình thường, em cũng nói chuyện autotune luôn á anh. Wow. Em vẫn nói autotune à? Theo anh được biết á thì autotune cũng gây rất là nhiều tranh cãi. Vậy lúc mà em mới chơi autotune, em có gặp khó khăn gì không? Dạ không sao, em cũng vượt qua được cái giai đoạn đó rồi. Dạ thực ra thì có rất nhiều người ủng hộ em và trong đó có mẹ của em. Cho mời, mời má lên sân khấu anh. Bác là một người mẹ hết sức là tâm lý. Vậy cho tôi hỏi là tại sao bác lại ủng hộ con mình như vậy? À, đại hồi mang bầu đó tôi nghe nhạc Lưu Bằng Quang. Ê, sao tôi thấy cái dàn thí sinh năm nay á, nó sống hát quá à, nó không có chiêu như tôi vậy mấy bạn. Còn người cuối để nốt thử. Và bây giờ sẽ là thí sinh cuối cùng của chúng ta. Cuộc sống đã đủ nặng nề với những ngày qua. Ê, thành phố này quá bồn bề với những người xa nhà. Tìm được người đồng hành rồi anh là danh tướng. Cùng vào đời chiều và nhìn về một hướng. Tôi và bro mình chiều quên hết đời. Không còn buồn mình vui như tới thời. Không cần đợi chờ vũ trụ trả lời. Thôi chờ sức vui bồng như chúa công trên mây trời. Chiều tương dễ dàng. Mình sống chiều nhẹ nhàng. Dành cứ mà quý. Chiều cùng hôm nay. Yeah. Chiều tương dễ dàng. Sống chiều hết đi. Sống chiều nhẹ nhàng. Sống chiều hết đi. Dành cứ mà quý. Bài rap của em rất là chill, nó làm anh nhớ đến những lần thư giãn với anh em homie của anh. Tuyệt vời. Cảm ơn anh Lâm Cây ạ. Good job em, mũ vàng này xứng đáng dành cho em. Cảm ơn BG. Appreciate. Anh có một điều muốn nói với em. Cái bài này sẽ là cái bài mà anh nghe mỗi khi anh chill. Cảm ơn em. À, dạ cảm ơn anh Bochi. Quá xuất sắc. Tôi không biết tại sao mà tôi cảm thấy quá là chill với cái bài.
bài này luôn. Bây giờ em có thể chia sẻ thêm về cái bài của em được không? Dạ bài này là bài Danh Tướng Ba Quy. Bài này em sáng tác khi mà một lần đi cà phê với các anh em homie của em. Thì các anh em homie của em á thì ai cũng bộn bề cuộc sống, nhưng mà chỉ cần một người hú thôi là cả đám đều có mặt. Và Danh Tướng Ba Quy là game ruột mà anh em tụi em chơi cùng nhau để giải tỏa áp lực cuộc sống mà. Cảm động quá. Tình anh em luôn là nguồn cảm hứng dồi dào cho các anh em homie sáng tác. Em vừa rap tới chữ Danh Tướng Ba Quy là anh biết em vô tới vòng chung kết rồi. Cứ này khôn ghê, hát bài quá hay cho nhà tài trợ. Và mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau đến với phần quảng cáo của nhà tài trợ ngay sau đây. Cứ hâm rượu trước. Tải game Danh Tướng Ba Quy ngay, chiêu tướng dễ dàng, đời chiêu hết ý. Chiêu tướng dễ dàng, mình sống chiêu nhẹ nhàng. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé.